đó chúng ta cần phải có làm việc từng theo từng cái bước một, theo từng bước đơn giản. Chúng ta không nên là ôm đồm quá nhiều việc trong cùng lúc. Mặc dù sếp có thể là giao cho chúng ta nhiều việc, nhưng chúng ta cần phải xử lý từng việc một một cách hoàn hảo thì bắt đầu mới nhận thêm công việc mới. Nếu như chúng ta ôm đồm, nếu như chúng ta cả nề, chắc chắn là chúng ta sẽ bị quá tải. Và khi quá tải, chúng ta sẽ tìm cách để gần như né tránh áp lực, né tránh công việc. Và tất nhiên về lâu dài chúng ta sẽ không phát triển trong công việc đó. Chúng ta cần thảo luận rõ với những người đang quản lý chúng ta, đó là cái gì chúng ta làm được, cái gì chúng ta không làm được. Hoặc là chúng ta cần thảo luận rõ về khoảng thời gian để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, để dẫn đến chúng ta sẽ có cái thói quen, có cái môi trường, có cái áp lực vừa đủ để chúng ta phát huy được cái khả năng của mình. Có chủng núi chạy từ không đến đó là chủ đề về chủng vân tay nước. Chúng ta được đào tạo từ mới mẻ đến khi chúng ta chủng có ký hiệu là chủng RL. Đấy. Xin chào tất cả anh chị, tôi là Tiến, chuyên viên tư vấn dịch vụ sinh trắc vân tay YouScan. Và clip tiếp theo hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với tất cả anh chị về một chủ đề, đó là chủ đề phong cách làm việc của với những người đang là có cái chủng vân tay núi, hay được gọi là cái chủng vân tay AS, AT, AR, AU. Thì như các anh chị đã từng theo dõi các cái clip trước của tôi sẽ hay làm về các chủ đề về chủng vân tay, về tính cách bẩm sinh của con, của trẻ nhỏ hay là của các bạn. Thì các chủ đề tiếp theo từ bây giờ trở đi thì tôi cũng xoay quanh khá là nhiều các chủ đề về người lớn, về cái phong cách làm việc, về các cái chiến lược làm thế nào để chúng ta phát huy về cách làm việc của cá nhân theo từng chủng vân tay. Thì chủng vân tay hôm nay tôi muốn đề cập tới tất cả anh chị, đó là chủng vân tay núi. Đây là một chủng vân tay sẽ gặp khó khăn hay gần như là cần chúng ta phải hiểu rất rõ về cách làm việc của mình để chúng ta có thể phát triển một cách hiệu quả. Điều đầu tiên thì chúng tôi sẽ lưu ý ở đây, đó là gì? Chủng núi sẽ là người có thích cái sự ổn định, thích cái sự chắc chắn trong quá trình làm việc. Như vậy, khi chúng ta lựa chọn một công ty thì chúng ta nên lựa chọn những môi trường có tính ổn định cao, có thương hiệu, quy mô lớn, để tránh trường hợp là nếu như chúng ta chọn những công ty quy mô nhỏ, các công ty tư nhân với quy mô con người chỉ dưới 2-30 người trở xuống, dẫn đến là cái việc mà gần như là sự thay đổi về môi trường, sự thay đổi về cách làm việc, cũng như là cái sự thay đổi về cách thức kinh doanh cũng khiến cho những người có chủng núi gặp khó khăn. Tính ổn định cao thì không đồng nghĩa chúng ta phải lựa chọn là môi trường nhà nước. Mỗi một môi trường sẽ có một cái điểm ưu việt và một điểm không ưu việt khác nhau. Lần đấy là chúng ta chỉ cần xem là cái thương hiệu công ty đó, xem là cái quy mô công ty đó, cái tính ổn định của công ty đó. Chúng ta chấp nhận đó là có thể làm những công việc gần như là từ từ đi lên, rồi những công việc nhỏ, những công việc gần như là ở dưới, xong dần dần phát triển dần dần. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Điều lưu ý thứ hai, tôi muốn lưu ý ở đây, đó là chúng ta sẽ rất cần có một cái người đào tạo và kèm cặp mình trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như chúng ta mới tiếp cận với một môi trường làm việc, hoặc chúng ta mới nhận một cái nhiệm vụ mà ở trên giao xuống cho chúng ta. Tất nhiên, khi với trường hợp chúng ta nhận một nhiệm vụ mới mà chúng ta đã cống hiến, đã làm ở một cái nghiệp vụ cũ trong một thời gian đủ dài, thì ai cũng hiểu là gì, là có thể với cái tư duy đó, với kinh nghiệm đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhận một công việc mới một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhưng thực tế không phải như vậy. Với những cá nhân có chủng vân tay núi, khi chúng ta đã giỏi về một thứ nào đó thì thường chúng ta sẽ chỉ giỏi thứ đó thôi, chứ chúng ta sẽ không phải giỏi tất cả toàn diện và tiếp thu nhanh mọi thứ xung quanh được. Và khi chúng ta tiếp thu một cái gì đó mới thì chúng ta sẽ cần phải có người đào tạo, xây dựng các cái quy trình hướng dẫn từng bước một, chúng ta rèn luyện từng tí một. Lúc đấy bắt đầu chúng ta mới có khả năng nắm bắt và kiểm soát được cái kinh nghiệm đó, cái kỹ năng đó và cái công việc đó. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Về cá nhân tôi đang làm công việc liên quan đến tư vấn về giáo dục, tư vấn về tâm lý, thì bản chất tôi có thể là người cũng là người chủng núi, và tôi có thể không phải là người quá cởi mở rồi giao tiếp rất là khéo léo, hay là người nghĩ mình sẽ làm nghề về nói. Tuy nhiên là tôi được sếp cách đây 7 năm có hướng dẫn, có đào tạo và thường xuyên kèm cặp nguyên trong 6 tháng, thì lúc đấy bắt đầu tôi mới có cái cảm nhận gần như là mình yêu thích công việc này, mình thấy rõ cái sự tiến bộ của mình trong công việc, và từ đó mình làm công việc này một cách dần dần. Trong quá trình làm đôi khi tôi cũng có cảm nhận cái sự áp lực đó, nhưng mà những áp lực đó vô tình tạo nên gần như là một cái khả năng chịu khó, cái khả năng gần như là chịu áp lực những cái kiến thức cho tôi. Như vậy với những người chủng núi, gặp áp lực trong công việc là chuyện rất bình thường. Nếu như chúng ta thấy người sếp có đủ đạo đức, có đủ nhân cách, có đủ cái tầm nhìn, có đủ những cái kiến thức mà chúng ta rất cần học từ họ, thì chúng ta nên cống hiến theo họ. Bên cạnh đó, một lưu ý thứ ba tôi muốn lưu ý cho tất cả anh chị, đó là cái quá trình khởi động, phát triển trong công việc của những người có chủng núi thường ban đầu sẽ hơi chậm hơn so với người xung quanh. Nếu như bạn đang ở trong giai đoạn chúng ta tìm hiểu công việc, thì công việc, việc chúng ta nhảy việc liên tục, tìm đến các môi trường liên tục sẽ không phải là một cái phương pháp hay, và chúng ta nên cân nhắc kỹ vào một môi trường. Và khi đã cân nhắc kỹ thì chúng ta cống hiến ít nhất 2-3 năm trở lên, mặc dù chúng ta chưa cảm nhận được cái quyền lợi, cái cơ chế hoặc cái sự phát triển quá rõ ràng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có thể kiên trì hơn, kiên định hơn với nghiệp vụ chúng ta đang theo đuổi. Tuy nhiên là có thể chúng ta sẽ thấy rõ cái sự tiến bộ, thấy rõ cái sự phát triển của chính mình trong cái giai đoạn đó. Bởi vì thời gian đầu nếu như chỉ có 3 tháng, 6 tháng để chúng ta thử nghiệm công việc, thì với những người có chủng vân tay núi thường khởi động sẽ hơi chậm. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận việc đấy không hợp với mình. Đó, nhưng mà sẽ không hẳn như vậy. Đôi khi tiềm năng chúng ta có về công việc đấy, chúng ta có về môi trường đấy, nhưng chúng ta cần thời gian để chúng ta thích nghi với môi trường đấy.
Đó thì dẫn đến các phụ huynh sẽ lưu ý, chúng ta sẽ cần để ý thêm về cái quá trình làm việc cần có sự chăm chỉ rèn luyện trong một thời gian dài như vậy thì sẽ tốt hơn. Và ngoài ra thì thứ tư tôi muốn nhấn mạnh ở đây với những người có chủng tay núi, đó chúng ta cần phải có làm việc từng cái bước một, theo từng bước đơn giản. Chúng ta không nên là ôm đồm quá nhiều việc trong cùng một lúc. Mặc dù sếp có thể là giao cho chúng ta nhiều việc, nhưng chúng ta cần phải xử lý từng việc một một cách hoàn hảo thì bắt đầu mới nhận thêm công việc mới. Nếu như chúng ta ôm đồm, nếu như chúng ta cả nề, chắc chắn là chúng ta sẽ bị quá tải. Và khi quá tải chúng ta sẽ tìm cách để gần như né tránh áp lực, né tránh công việc. Và tất nhiên về lâu dài chúng ta sẽ không phát triển trong công việc đó. Chúng ta cần thảo luận rõ với những người đang quản lý chúng ta, đó là cái gì chúng ta làm được, cái gì chúng ta không làm được. Hoặc là chúng ta cần thảo luận rõ về khoảng thời gian để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, để dẫn đến chúng ta sẽ có cái thói quen, có cái môi trường, có cái áp lực vừa đủ để chúng ta phát huy được cái khả năng của mình. Ở đây tôi không ngụ ý là chúng ta thiếu khả năng chịu áp lực, chỉ là chúng ta thiếu khả năng chịu áp lực cao trong cùng một thời điểm ngắn hạn, mà chúng ta cần phải có một thời gian dài để chúng ta phát huy. Sau đây, vừa rồi chúng ta vừa nghe về một số cái lưu ý trong vấn đề với những người có chủng tay núi phát triển công việc cá nhân. Nếu như anh chị là người có chủng tay núi, anh chị đang gặp khó khăn trong việc phát triển công việc của mình, anh chị vui lòng comment. Nếu như anh chị muốn đặt câu hỏi gì đó thì tôi sẽ hỗ trợ để trả lời câu hỏi như thế. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.